bảo hoa nhắn mai lên đất, bảo ô hà lên mùi phong nguyệt, đó là thần điện. Thank you.
phong hoa tuyết nguyệt đường được môi dâng câu thiên bảo chúc lời tăng lòng giọt chén ô lòng mình hội quần tiên giọt chén trà ô lòng tay nâng bình ngọc để các bạn tiên dâng hoàng bảy chén trà đà mời rước quan hoàng sơi tiên thượng kim bàn trà ô lòng hiến nhi thượng kim bàn mẫu đơn cùng trà long tỉnh mấy lúc cửa nhà hoàng hiến ba chén khuyên mời hồng trà ba chén các cô khuyên mời thanh hương mỹ vị đường mùi tì chân á chân đường mùi tì chân trên bảo hà có lắm cảnh vui thay hoàng vui với phù dung với cỏ tuyết nguyệt nguyệt phong hoa hoàng lầy thơ cầm kỳ thi tiểu thú vui mới tâu qua quan nam tao cùng quan bắc đầu số trần gian lão ấu chép điền ai người phúc hậu thảo nhiệt tu nhân tích đức phê biên thọ trường bao những kẻ ngang nghi thương ngao ngược chỉ đi hai người không nghi trước thời sau lỗi lầm lầm nề không nghe xa chi đâu sở nguyện cho được như ý sở cầu được tòng lòng tâm đạm lên đấng cầm cân đầy mực các ghế hay ma chữ tội chữ phúc để hoàng cân đừng có ai khoe mình tròn vẹn muôn phần chữ tâm nghe mà ta kém hoàng cầm cân sao bằng nay ông khuyên rằng đừng có ai khinh nghe những kẻ bần hàn cây đức mà được tươi
tốt đông cho kẻ vàng sau này. Biết hoàng gia ông cho nước tiên tẩy hết bụi trần, thánh cao rồi lại họ Trần họ Nguyễn được mười phần thánh cao. Chức hương thường treo cao giá ngọc, chữ tam tòng nền chữ đức đức quyên ghi họ Trần họ Nguyễn có nê khẩn nê bái với tâu quỳ bảo hà có quan hoàng bảy xin ngài đồ trì ngài chính tâm. Thổ ban hội đồng lệnh sai thổ ban hội đồng cùng nghinh đón dẫn hoàng về bảo hà tấu đôi bìa qua thành ra Nghệ An na hoàng mười chân cảnh Nghệ An về huyện Thiên Bảng làm quan phủ xây. Thủy tiên dìu dắt đón em ơi bảy lâu kìa bấy lâu khao khát đầy vơi sao đánh lạnh ướt bể đào bể đào lên tới ngàn xanh xanh đào lên tới ngàn xanh đường xưa cành nhường cũ nặng tình nước non chúc sinh chúc sinh vô quê cùng son nền. Mong hoàng về hôm nay thỉnh mong ông hoàng thân hôn phần đào đăng nhang phục thờ trong kinh có chữ Nam Mô có chữ Nam Mô trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoàng vô ngự đồng phép hoàng lục chi thần thông. Dòng nhang khai quang thập cờ diều quang minh chiếu duyên ngã tích tăng tu giang kim khủng hoàn thân cận vàng mã kim ngân dâng lên vàng mã kim ngân hoàng phi tung đôi chép biên rõ ràng phi cho đệ tử nam chữ phu chữ quý khang tinh họ trường độ cho dũng mạnh khang cường đầu năm chi dương lộc tài đề đa bốn phương vàng đặc ca quan Nghệ An
Nghệ An có anh hùng hào kiệt, tiếng khoác hoang mười lập liệt ngàn xưa, vung gươm lên ngược để cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam. Hùng ra tay giữ đường, hoàng đi tới đâu thì giặc phải tan ngay. Việt Nam đi chết sự dày, cũng cao bệ ngọc đến ngày khói nhang. Ah.
chừng tâm tiếp tiếp độc cho đông cho ghế ông cầu ni ước được lộc để ta hình ngơ cường. Về có biết đền thờ quan hoang mười chỉ lập là mờ nơi mô mà đền thờ hoang lập là mờ trồn kinh minh đô gần gần cầu bến thủy bến bờ
nhỏ xưa cho thành đồng, qua tiếng ca cùng đàn cho người trần thế chúng con giàu sang. Bốn phương nước Nam thành bình, được một nhà cháu con hiền vinh. Đời người ai mà có thân may mắn, ngắm dung nhan hoa ngự vì đồng anh bóng dương gian. Mới nay trong việc đảo hồng ngự vì đồng có ai bằng ông. Khi ông sáng lên dương đồng đẹp dạng người sáng như hào quang. Người ta Nam Bắc Đông Tây bán buôn trăm nghề gặp may. Còn chúng con miệt mài mê say, dâng cúng ta tiếng ca xin quán hòa. Về chứng Trần năm đi bao
tuổi mà vẫn hào hoa, đẹp nhất bản đền hào hoa, đẹp nhất bản chân có xin nguyện làm tôi cho đến chọn cuộc, làm mẹ tôi cho đến chọn cuộc. Vẫn du góc bể chân trời, người đàn vẫn du góc bể mẹ chân trời, không đâu kháng trang lịch sử bằng đền lấy ngự đông, đến nề đây ông ngự đông. Bao trừ hồng đình mê hết na cây đúng đó nè, bao trừ nề hồng đình mê hết na cây, sông Lam kia cạn nước ghế họ chân đây không hết độc tài, ghế hoàng tây không hết độc tài. Về đồng nghe sáng phúc trừ tai, đồng ra họ Trần họ Nguyễn thì ai ai cũng thịnh vượng, ai ai cũng thịnh vượng. Mây vàng đường thiên rẽ ngang mây vàng, tươi con xích kiểu rước hoàng về chân thủ Nghệ An. Thanh ra hồi bụng hạt sơn nê tu khí trung linh, có vô bơ thoại thoại sinh nghe phù đời. Hãy subscribe.
thác gành gành.
ai ơi buôn bán đâu đâu ngày 12 tháng sau ngày 12 tháng sau dù nhau mà về dù ai buôn bán trăm nghề lên đến thanh người phương độ trì dân nhang cung bi cung cấm quảng an nắng nga cung cấm quảng hà dây thì cô xuống hương gian ngự đồng bồn xưa hầu mẫu sông sơn hai hoa ngọc trầu trong giao đài tuổi chừng 18 đôi mười hình song tầm tước tượng người thiên cung lửa hương duyên đã bén duyên tình ta
sơn hà cô quạt cho, gió lồng sơn hà quạt cho mát mẻ, trẻ già gái trai ta đinh đang tình, à tang đinh tình ta. Ghế nào được cuộc xin quạt thì mới được sang được giàu. Đằng ngoài cho chi đằng trong ai mà biết đến cô chín xong đồ cho cầu sao. Thời được ngân đò ý, cầu sao lại được ấm mình nó buôn may bạn nê đắn đắn đồ cho em trả lễ cô lễ cô non đỏ hài xanh. Lễ cô non đỏ hài xanh anh cô đem về dâng mẫu lấy danh cho đông thịnh mời cô lai giang đền chung ý. Mời cô lai giang đền chung hay cô còn nam bắc tây đông ý đời nào nguyên xưa. Nguyên xưa giáng ngự thiên nở tào ý. À đình nhật chi kỳ trên thiên cung đình nhật chi kỳ sẽ đoàn đón rước cô về sông sơn tiên cô bé tinh tình ngay sắc sảo việc giữ việc lành tiên cô mắt vào chân gian. Làm cổ tích một nề tòa sơn trang
trước chiếc đầu thành cao mắt trước đầu cành tàu vắt ngang có đường dần dần tới bản làng đông vui ngô hoài lúa mạch sắn đã đồi lúc linh bên đây
làm sao dáng dấp cô tiên nữ hôm nay hiền tàn đến đây, dáng dấp cô tiên nữ hôm nay về vì bà đến đây. Từ phần tốt phần gần phần xa đồ tròn ấm tư sẽ xa ý à. Đi cô đã bước về đây xem nghiên nỗi nhịp cầu bình ngân cô ngang các cô nàng con gái thanh tân đua nhau ao chít quầy chân châm càng lược dắt đầu bông mi hoa cài chốt hiên mai cành hồng mi thâm thoáng tiên cô nàng đang đang đi mâu nghiêu đêm đêm khăn túi nâng liu ngày ngày trang điểm sập dìu vào xa chúa nhìn chân chút về hài hoa bây giờ đã tới cánh ba hồ tạt từ đâu đi tới đâu là có đón huê chào cú về bánh yêu sớm chiều cả tay cưới mê bạc rừng vàng đẹp cho trong họ giàu sang đời đời đẹp cho trong họ đời đời giàu sang lên ngàn gồm hai trăm bông hoa hai hoa đen về đến đây biết bao thành đồng chờ mọc ban khen biết bao thành đường chờ mọc ban khen
đi đàn tháng ngày, bán đi cho tiền đất lụa dày, cũng cho lắm về đây nhiều, bán cho đồng dài sắt nhiều. Bán cho giải nhất sang nhiều, bỗng lộc hơn nhiều năm ngoái năm xưa. Họ chợt con nhà khói đi phụng thờ. Ba mươi mùng một mười thứ hôm sầm, ba mươi mùng bốn hôm sầm mười tư.
đồng bằng xa con đường về, thoại đồng bằng xa có điện thất bảo, có tòa đại dương. Bình sang tay điên tay cô nàng điên giọt chén rượu đào nhất tuần sớm, dâng lên kinh vua, dâng lên tạm mẫu các côn thơ mời là bởi rước cậu bơ hoàng sơi. Quân đi tiên chung y chén rượu mời, nhìn tuần đá dâng lên bề ngọc để các côn đâng mơ là bởi rước cậu hoa sơi. Tính sang tay tiên giọt chén rượu đào, tam bôi dâng lên đệ ngọc các côn lưng vào là vào rước cậu bơ hoàng sơi. Đồng bằng xa đường về, thoại đồng bằng xa có điện thất bảo, có tòa đại dương. Ngọc bích kim cương bơ thoải phi phương, tay cầm binh kính kính soi đường mình tự sinh. Dựng mẫu tuần hành cầu dựng vua, dựng nghi mẫu tuần hành long long xà ngư biết biết cá kinh nghi theo sau. Tấp lòng dân gian bản đêm hôm nay tấp nập rộn ràng, trăng đèn kết sĩ giữa cầu hoàng về thoại cung. Lập lánh đăng thế thiên rồng ai lập lập lánh ra thề, biệt thoi tiên nữ rước cậu hoàng về thoải hè cung. Xa hồi cung đến đây huyên sớm cậu xa vào, đôi tay nâng bước bành đào quỳ tông. Đôi buổi đi vô châu ngày ngày, đôi buổi vô châu vua cha mi cung quý chúa chồng cung đoái lòng thương. Phật thánh mười phương tấu cho, Phật thánh mười phương thanh đồng đồng đệ tử tựa nương ý tuổi già. Thank you.
đến để xem ra đệ tử đèn nhang thế nào cầu lên tô đôi thiên tào. Dòng nhang khai quang thập cờ diệu quang minh chiếu như trung mã tích tăng cung giảng kim phục hoàn thân vận thánh chúa tiên trung vương. Nhân nhân giai vũ tung vân vân cổng biên thông đinh ngôn khai chiếu sư giao hoa tổng bàn công khai quang thập kỳ diệu quang miệng chiêu mã văn. Tu
tuổi vừa chứng độ mê xuân xanh, anh tài nhất nhân bực bực thông minh minh tuyệt vời. Ngàn dặm sân khê băng rừng, ngàn dặm sân khê thú vui yên tử lúc về bản đến đây. Cuộc mộng yêu vì vua cha, cuộc mộng yêu vì nâng lưu như ngọc lưng ly trên cành. Con ngựa xanh buộc ở ngoài nghiên con lấy bông trên cầu tiếp về phố cát đồi ngang. Đi trước yêu cờ bốn cô, đi trước mua cờ bốn cô, khách kiểu bốn cô cầm bàn tre. Nhạc phi về vang 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 vang, nhạc ngựa phi về ra gọi con ngựa cầu về phố cát đồi. Lập rộn ràng mãn đền hôm nay, tấp lập rộn ràng sang đèn kia chính dứt cậu hoàng lai đình là hồi cung. Ngồi đã tan rồi chia thiên cầu ơi, ngồi chiến ngôi ngao cầu tương tay người dần xa, hẹn đến vườn sau cô bé tôi lại về.
lần sau cậu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ cậu bé sớm về đây. Tôi đã tan sự chia tay cậu ơi, ngồi trên ngôi cao cầu thương anh đồng, cầu thương cùng bạn bạn cầu lẻ bạn cho chân xuống, cầu thương bạn bạn đồng đồng tài cầu lẻ bạn cầu ơi đến hẹn lại đến cầu ơi, chúng con mong chờ cầu từng giờ từng giây, chúng con mong chờ giờ từng giây.